đang đứng ở đây thì ông Nguyễn Đức Thành và cái thành tích của phim là không thể tưởng tượng được, cũng không bây giờ mình cảm giác là cũng chưa tin mình đã làm cái này. Dạ, thật sự. Những gì anh đã nói là những gì mà Thành cũng muốn trình bày đầu tiên, đó là chưa tin những gì đang diễn ra. Thật sự chưa bao giờ mình làm một cái tác phẩm mà mình nghĩ là cái thành công nó lại ngoài mong đợi như vậy. Và như tôi đã nói với những người bạn của tôi là cái tôi nhận được cao nhất không phải là những cái tiền vé mà mọi người gửi đến cho chúng tôi. Vâng, dĩ nhiên có thì vẫn tốt hơn, nhưng mà cái mà mình nhận được cao nhất đó là mình đã làm được một cái điều gì đó cho những cái người con trong gia đình, người ta yêu thương bố mẹ mình hơn. Và mình làm được cho cả những người bố mẹ trong gia đình để có thể thông cảm cho con hơn. Tôi thấy tác phẩm của tôi ít nhất là nó gây được cái sự xúc động cho những khán giả đến gặp xem, họ có sự đồng cảm. Và ít nhất tôi có một cái lời có thể là cảnh tỉnh cũng được, có thể là nhắc nhở cũng được, có thể là chia sẻ cũng được, mà làm cho ít nhất người ta xem xong cái bộ phim, người ta về người ta thay đổi suy nghĩ và yêu thương nhau hơn, truyền đi năng lượng tích cực nhiều hơn. Cho nên hạnh phúc vô cùng và cảm ơn tất cả những người có mặt ở đây, mọi người cùng với anh Vũ Ngọc Đảng là những người đã rất là tuyệt vời để góp từng viên gạch nhỏ xây nên một bức tường thành công mang tên Bố Già. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn. Dạ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, thưa quý vị. Bây giờ là Đảng nói cái này dở ra, Đảng dừng thì có cho Chính Thành đi, để Chính Thành nói đi. Em không biết em phải nói cái gì bây giờ, tại vì em chưa biết sắp tới nó xảy ra cái gì á mà. Quý vị biết không, mấy hôm nay tôi buồn dữ lắm á. Là tại vì làm phim trong cái thời gian này bây giờ là cái thương hiệu Bố Già không còn nữa nè. Bây giờ ra đường người ta không gọi em là bố già nữa, người ta gọi tôi là cáo già. Là cái cáo già quá để làm trò này trò kia để ra. Nhưng mà thưa quý vị, người ta hỏi tôi công thức để thành công thì tôi chỉ trả lời một câu đơn giản cái này thôi. Bạn đừng nghĩ đến là bạn làm điều đó để được cái gì, mà trước khi bạn làm điều đó, bạn hãy nghĩ là bạn muốn làm cho ai thì người khác sẽ cho bạn. Thế thôi. Ta nghĩ là kể cả MC là tức là diễn viên hay là làm đạo diễn thì hay là kịch bản thì nó có giúp Chính Thành là chào tới các team khán giả. Đó là thành tích thành công, và vì Chính Thành chào tới tất cả mọi người trong cái nơi. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã có mặt. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Chính Thành cũng như anh Vũ Ngọc Đảng. Và ngay bây giờ chắc là để thay cho lời cảm ơn đến với lại các đối tác cũng như là các đơn vị tài trợ đồng hành cùng với lại Bố Già trong thời gian vừa qua, thì xin hai anh sẽ tiếp tục đáp lại sân khấu để có thể trao những bó hoa thay cho lời cảm ơn ạ. Và ngay bây giờ thì cho phép Quang Bảo xin được mời đại diện các đối tác tài trợ, xin được mời chị Hương đại diện cho nhãn hàng 7up, xin được mời Hoa hậu Thu Hoài giám đốc thẩm mỹ viện Cơ Thị, xin được mời anh Nicholas Phạm giám đốc vận hành sản phẩm TikTok tại Việt Nam, chị Thủy Vinh đại diện cho Momo và anh Huỳnh Đắc Thọ đại diện cho Hồng Hất Service sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin quý vị cho tôi khoảng 1-2 phút được không ạ? Vâng, các em của Gem Center, các em cứ mang đồ ăn ra, không sao cả. Chỉ xin quý vị 2 phút để lắng nghe tôi nói điều này thôi. Trong những ngày qua thì tôi nhận được rất là nhiều những lời cảm ơn. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì đó là những lời cảm ơn đến từ rất nhiều người tôi không biết họ là ai, là những cái số điện thoại lạ. Tôi cũng không biết tại sao người ta có số điện thoại của tôi để mà nhắn. Thì đa số họ đều nói là cảm ơn Thành đã làm cái phim này để cho tôi được thế này, tôi được thế kia, tôi hiểu bố mẹ tôi hơn, tôi yêu gia đình tôi hơn. Tôi nói thật quý vị là trong cuộc đời là một người nghệ sĩ, là một người tạo ra tác phẩm nghệ thuật, không có gì hạnh phúc hơn khi mình làm được một tác phẩm mà điều đó được khán giả yêu thương. Và không những cái đó là tình yêu thương mà người ta dành cho nó, mà vì nó làm được một cái gì đó để đánh động vào tâm lý của người đó. Cho nên tôi vô tình tôi cảm thấy rằng là mình nên làm một cái gì đó để những cái điều tốt đẹp này được nhân rộng. Và thưa quý vị, tôi có nghe những đồng nghiệp của tôi chia sẻ là trong một cái mùa dịch ế ẩm như thế này, rạp phim người ta đang đóng băng,
và nhờ một cái cơn mưa của bố già đang làm mát mọi thứ lại. Cho nên tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay tôi cũng không còn nhớ và tôi không muốn theo dõi con số đó là bao nhiêu tỷ nữa rồi. Tôi chỉ muốn theo dõi con số đó là bao nhiêu người đã đến rạp xem bố già. Tôi thích con số đó hơn là bao nhiêu chiếc vé đã được bán. Và tôi hy vọng rằng là nếu ngày hôm nay cái bộ phim tôi kết thúc ở con số nào đó, tôi xin được không chia sẻ tiền nữa. Tại vì cái điều đó nó chỉ kích thích cái sự ham muốn về danh lợi của cái người làm phim mà thôi. Tôi không có còn quan tâm tới điều đó nhiều nữa, mà tôi quan tâm đến cái số lượng vé được bán ra. Bởi vì cứ một người đến rạp phim có nghĩa là thị trường điện ảnh Việt Nam được thăng tiến, được phát triển hơn. Và nếu như bộ phim tôi kết thúc ở con số nào đó thì xin cho phép Trấn Thành công bố cái con số đó là số lượng vé được bán ra, chứ không còn là con số về doanh thu nữa. Và tôi hy vọng rằng là cái con số vé mà được bán ra đó, quý vị sẽ có thể làm được một bài toán nho nhỏ là với con số của một cái phim mà hiện nay đang đạt được doanh thu cao nhất tại Việt Nam thì có bao nhiêu phần trăm người Việt Nam đã ra rạp xem phim. Và tôi muốn cái con số đó ngày càng gia tăng nhiều hơn. Tại vì tôi thấy là Hàn Quốc, ví dụ như một bộ phim bom tấn mà hạng nhất, hạng hai của nó, tôi theo dõi, tôi thấy cái con số người ra rạp lên đến hàng chục triệu, 20 triệu, mà dân số người ta lại không bằng mình. Có nghĩa là 1/5 đất nước người ta đi xem một bộ phim bom tấn. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ làm được điều đó tại đất nước của mình. Tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm được một điều gì đó để giúp cho tất cả mọi người đều có thể có một thói quen ra rạp để yêu thích điện ảnh của Việt Nam nhiều hơn. Và tôi hy vọng là tôi sẽ làm được điều đó. Và càng ngày quý vị sẽ thấy cái số phần trăm người Việt ra rạp sẽ càng nhiều hơn. Tôi hy vọng tôi sẽ làm được. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Trấn Thành và những chia sẻ vừa rồi. Tất cả chúng ta cũng sẽ hy vọng điều đó. Và hôm nay quý vị đừng ra về nhé. Tại vì dĩ nhiên tôi luôn muốn cho đi, thật sự. Đó là không phải là vì tôi đang được và tôi nói điều này để lấy lòng. Tôi không lấy lòng ai cả. Tôi thật sự là muốn chia sẻ. Tại vì không có cái gì mà nó vào nhiều mà nó không có đường ra, nó kỳ lắm. Nó phản chặt, có vào phải có ra. Thành thử ra ngày hôm nay Thành muốn chia sẻ cái điều đó. Sẽ có rất nhiều món quà dành cho tất cả chúng ta. Và quý vị phải ở với chúng tôi đến cuối giờ nha. Chúng ta xem bao nhiêu. Yeah, family, hôm nay như gia đình với nhau, chơi cho thật vui và chúng ta sẽ có thật nhiều món quà cho nhau. Cảm ơn quý vị. Anh Thành ơi, hôm nay có rất là nhiều món quà cho nên thôi, món quà đầu tiên anh Thành là người giúp trao ra được không ạ? Nó sẽ là cái phần bốc thăm trúng thưởng. Nhưng bốc liền hả em? Bốc liền luôn anh. Em đâu có được tham gia.